Cửa chưa? Đóng cửa. Rồi bây giờ mấy anh em mình đi tắm biển mấy bạn. Đi bơi. Rồi. Lên xe. Go. Rồi cái anh tài xế anh đưa mình đi mấy bạn. Giờ đi giải trí thôi. Hôm qua về tối quá. Giờ mình đi tắm biển. Bây giờ xe đang xuống cái dốc á mấy bạn. Trên nãy trên kia rồi, trên dốc bây giờ đang xuống dốc dưới này để đi ra được bờ biển. Ở đây như là phố núi á. Khu mình ở trên kia là ở trên cao. Bây giờ đi xuống được bờ biển là phải xuống thấp dưới. Xa xa ngoài kia bờ biển rồi mấy bạn. Xa xa chứ phía mấy nhà lầu đó là bờ biển á. Phong cảnh này rất là đẹp mấy bạn. Đẹp cực kỳ luôn. Ồ, có khỉ rồi mấy bạn. Khỉ nó đu hàng rào nè. Đó. Không, thấy mấy con đó nó đu hàng rào đi đó mấy bạn. Thiên bậy luôn kìa. Chưa. Đó. Đó trời đầm. Nguyên đại gia đình khỉ luôn mấy bạn ơi. Người ta ở lại ta xem cũng quá trời. Trong đây là khu rừng đó mấy bạn. Khu rừng á, giờ khỉ nó ra ngoài đường. Nó ở, nó xin ăn người ta. Người ta cho đồ ăn cho nó. Chứ trong rừng không có gì ăn. Bị tàn phá ráo rồi. Ủa, trời nó ở trên đá nữa kìa. Ở trong quá trời luôn á. Đây, sau một hồi mình đi nè mấy bạn. Giờ cái anh chở mình ra tới bờ biển rồi nè. Bên đây có mua đá mua đồ này. Đẹp ghê á. Nước trong khe luôn ha. Có con gì nè chú Tiến. Ồ chạy quá trời. Nè. Như dế vậy á. Nè chạy trên cát nè. Con nhiều quá trời luôn nè. Hả? Tắm đi nước thì chú tắm đi. Biển này đẹp lắm mấy bạn. Nước trong vắt luôn nè. Tắm này lội xuống nè. Quá trời luôn. Ô, ướt rồi. Rồi này mấy có mấy mỏm đá nè mấy bạn. Phía xa xa kia mấy cái tàu người ta đánh lưới á. Wow. Mấy cái mỏm đá này ngồi đây nhậu rồi sướng luôn mấy bạn. Giờ anh đi tắm rồi. Ở đây đá nhiều quá. Ồ đẹp chưa mấy bạn. Ồ đây có mấy cái rác cơ. Ghế rác. Như là rác đó, người ta đổ đây mấy bạn. Ở đây có cát hơn. Ở đây có mấy con hàu nè mấy bạn. Hàu nó đóng đây nè. Nè hàu. Hàu quá trời hàu luôn nè. Hàu đóng đây quá trời mấy bạn. Đó hàu nè. Hàu. Hàu và ốc nữa. Quá trời luôn. Đây ở đây mới nhiều nè. Nhiều một mỏm luôn. Ây.
Nè hào nè mấy bạn. Hả? Đâu ra liền. Quá trời hào luôn nè chú Tiến. Ở đây đẹp lắm mấy bạn ơi. Ở phía xa xa kia có mấy cái tàu đánh cá mấy bạn, tàu người ta thả lưới á. Bên đây cái đảo á mấy bạn. Phía xa xa kia cái cầu, trên cái cầu cũng có người ta chơi rồi á. Ồ nguyên cái mỏm đá này nè mấy bạn. Ồ quá trời à. Sao? Con hào nè. Đây mình đang có mặt ở mẹ đang tắm biển rồi các bạn, đó phía xa xa kia ông chú mình đang tắm đằng kia. Đây đẹp lắm các bạn ơi. Hello hello Cambodia. Nước đây không mặn dữ ha. Bơi thử chú Tiến. Bơi thử rồi. Hôm nay học bơi được chưa? Nó đỡ. Biển này trong vắt luôn mấy bạn ơi. Wow, đẹp. Có con hào. Kìa trên đá kìa. Trên đá quá trời luôn á. Bắt đi bắt gì nhậu. Sao mà. Ồ có con cá mới nhảy ra nữa nè. Có con cá mới nhảy đây. Nước muối cho nó sạch. Ôi ơi, dập đá. Hả? Quá trời san hô luôn rồi mấy bạn. Con gì đó. Săn hô con hào nè, con này còn sống nè, mấy con này còn sống hết á mấy bạn, nhiều lắm. Ồ nè, đụng cái híp lại đã ghê á. Ở da rồi ở đây chắc lắm, nhiều lắm. Con hào cắt cái đứt tay à. Wow, phía xa xa kìa mấy bạn. Đó, phía đằng kia mấy cái tòa nhà. Quá trời luôn. Wow. Thôi, mình tạm ngưng chút xíu thôi. Mình bơi xíu nha mấy bạn. Chưa nước hả? Chưa nước không? Không. Mặt không phải bỏ xuống rồi. Không, phải đem. Cái này chống nước nè mà. Cái nước mà có chống nước muối không? Không. No. Nước muối không dám. Ồ mình thấy có con cua. Để mình đi rình lại. Trời nó chạy xuống rồi. Lẹ quá. Thấy mình cái nó phóng xuống rồi. Lẹ thiệt. Wow. Hèo nha. Ốc rồi quá trời luôn nè. Ốc ba. Nè hào nó bám vô đá nè mấy bạn. Hào nào nè. Nó bén lắm. Mình khéo là đứt chân như chơi. Quá trời luôn.
leo lên cái này. Wow. Này nó bén, cực kỳ bén luôn mấy bạn ơi. Đá trơn nữa. Rồi, mình ở đây mình để đồ cái mình ra kia mình bơi chút xíu rồi vô mấy bạn. Mấy bạn ở trên đá có con gì quá trời luôn nè. Không, quá trời con này. Nè, không phải ốc hay gì nè, đu nè. Đu, ốc đu. Ốc nhiều lắm. Bãi biển này đá không mấy bạn. Tắm thôi, kiếm chỗ không có đá tắm chứ tắm đây. Nhiều. Nhiều đá với lại con đá con hào nó bu lên đá đứt chân. Quá trời luôn nè. Quá trời nó chạy rồi. Chạy lúc nhúc luôn mấy bạn. Bên này cái anh tài xế anh chỉ mình có con gì nè. Nè. Đây nè mấy bạn. Nè con gì nè. Mình lấy đồ gạt gạt nó coi. Nè. Con sứa hay gì á mấy bạn. Sứa. Chết rồi nè. Chết rồi. Để đem đi rửa nó coi. Đi cầm vô ngứa thấy màu luôn. À trời ơi nó hít đất. Nó hít. Nè. Rồi. Rồi. Lát đụng ngứa thấy màu luôn. Chết rồi. Đi đâu đó, chết rồi. Chết rồi. Giống như con sứa mấy bạn. Chết rồi. Đâu? Chết rồi. Để đó đi. Đi một vòng nè. Trời càng càng về chiều cái mấy cái ghe đánh cá người ta ra ngoài khơi còn càng nhiều luôn mấy bạn. Quá trời luôn. Nhiều lắm mấy bạn ơi. Nhiều lắm người ta ra đó, nhiều lắm ơi. Cái chợt. Chém té luôn. Nè bãi biển đây quá trời có cái gì ở dưới đây nè. Wow, cho nguyên một đàn cá luôn nè mấy bạn. Nguyên bầy cá luôn chú Tiến. Bầy cá con. Đó mấy bạn thấy chưa, lít chít nó bơi nè. Wow. Nguyên bầy cá biển luôn. Nó đang mình đang theo nó nè. Đã chưa mấy bạn. Wow, trời, bên này có một bầy nữa. À, nó nhập vô rồi. Nó nhập lại với nhau luôn rồi. À, biển này nhiều cá thiệt đó mấy bạn. Quá trời cá luôn. Rồi, chia tay đàn cá đó đi mấy bạn. Ô, qua đây gặp bầy cá đây nữa nè. Nè, đây nè. Nè bầy cá nè. Đó, cá gì không biết. Nhưng bầy luôn. Không biết đi lát gặp bầy cá mẹ nào không. Ồ, ở dưới này có cái gì nữa nè. Để mình để đồ lên đây cái đây. Nè, trên đá. Trên đá có cái cây gì nè, mình mở bắt nè. Nè mấy bạn, ở dưới đá dưới này nè, để mình lấy lên nè. Có cái rong gì vậy? Thấy không? Rong gì giống như nấm linh chi vậy đó. Đó nè mấy bạn, cái rong gì giống như đó nấm linh chi vậy đó. Sò ốc gì quá trời vậy nè. Đá này quá trời hào luôn.
Ồ, phía xa xa kia có cái tàu vừa chạy, tàu như tàu cánh ngầm á mấy bạn. Mấy bạn thấy chưa, phía xa xa kia có tàu cánh ngầm đó, giống như cánh ngầm á chạy. Rồi rồi rồi, sau một hồi mình tắm mà cũng đã rồi mấy bạn. Thôi bây giờ mình lên mình về về tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Chuẩn bị đi ăn tối mấy bạn. Thôi chào tạm biệt mấy bạn nha, hẹn gặp lại mấy bạn ở những video tiếp theo của mình. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Thôi đi lên đi lấy đồ cái đã.